chiếc xe tải biển số đỏ đã bị người dân phát hiện đổ trộm chất thải ra môi trường vào tối 8 tháng 2. Vào khoảng 19 giờ 20 phút cùng ngày, một số người dân sống ở khu vực gần chung cư Tam Phú, đường Cây Keo, phường Tam Phú, quận Thủ Đức thấy xe tải biển số CB1127 chạy vào khu vực này với nhiều dấu hiệu nghi vấn nên theo dõi. Thời điểm chiếc xe này dừng lại ở một khu đất trống và đổ ra hàng trăm bao tải thì mọi người hô hoán nhau ra chặn xe và trình báo lực lượng chức năng. Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị liên quan đã có mặt để xử lý, lập biên bản vụ việc, lấy mẫu để kiểm nghiệm các bao tải được cho là quá chất trên. Người dân trong khu vực cho biết, thời điểm trước Tết Nguyên Đán, họ cũng đã một số lần thấy các bao tải tương tự được đổ xuống khu vực này. Một số người thử đem đốt, nhưng nó vẫn cháy âm ỉ sau nhiều ngày và bốc mùi hôi rất khó chịu. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý.